Giảm xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4, em có lên được một số những mặt hàng phô mai hàng lớn của bên em. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em clip ngày hôm nay. Em gửi đến lời cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì chốt được 4 cây, còn 1 cây nữa nha cả nhà. Ngày hôm qua thì em còn lại cái cây số 2. Cả nhà mình xem lại và ủng hộ em nha. Đầu tiên vô thì em quay cho cả nhà xem cây số 1. Cái này là một cây trực huyền mình thú lết, cốt cành đóng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nồi đế của nó đặc. Bên em thì đã làm cây rồi thì phải làm cho nó sạch và gọn gàng nha. Đa số là bên em lựa chọn những cái phô mai nó lùng là nhiều, chứ không có phải là quan trọng nó là phải lớn hoành. Cái này các cô chú chị nhìn thấy bẻ co đoạn lắc xong. Cái này thì chỉ cần cô chú chị mà có thể hạ cái độc chủ này xuống, nuôi thêm một gọng nữa khóa độc chủ lại để mình giữ cái phong lùng của nó là đẹp rồi. Chứ không cần nuôi thẳng lên rồi bẻ dứt dắt lên nữa nha cả nhà. Tại vì cái đoạn co này nè, thường thường nó là một co, hai co lên là xong rồi. Ở dưới này thì nó có cái cành huyền. Cành huyền thì nó tương đối gọi là bự nha cả nhà. Mình nói cây thác đổ thì không có phải cây thác đổ, tại vì nó là có thân trực và cái cành huyền xuống. Cành huyền thì xuống dưới nè, nó cong xuống dưới lắc nhẹ xuống nè. Cốt cành lợp có đầy đủ. Đây là mặt tiền á. Còn cành trên này nè, nói chung nó cũng gọi là cành dư, nhưng em vẫn để. Biết đâu cả nhà mình có thể nuôi ra nha cả nhà. Tại vì cái chỗ này nó có một cái đoạn eo, nó rất đẹp. Cây này cây sù nha cả nhà. Rồi, đây là mặt hậu. Mặt hậu của nó đế sắp cũng rất là đặc nha cả nhà. Rất là đặc, tuy cái cọng nó không có được lớn nhưng mà mình nhìn nó vẫn bắt mắt hơn nha. Cái lô mai này thì nó không có nghiêng về cái đường thân của nó bự. Trên 30 thôi à. Chứ nếu mà những cái lô mai này mà tầm khoảng chừng 20 thì nó sẽ không có lực cây. Hoành eo em đo nhỏ nhất của nó là được 31. Đây cái nồi đế của nó đây nghe cả nhà. Nồi đế nó em đo đây là 106. Em đo còn chưa có chuẩn lắm đó, nhưng mà em tính coi như là 100 đi. Chiều cao tổng thể cây này là được 45. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 50. Cốt cành đẹp, đường thân đẹp. Đây cô chú chị ông có thể ông quay từ trên xuống dưới cho cả nhà xem không? Đó cả nhà thấy không? Em để lòng bàn tay lên nè. Cái bảng của nó không là từ 4 tấc. Nhìn nó rất là đặc nha cả nhà. Chứ đôi khi mà mình nhìn ngang qua thì cái góc độ nó sẽ không có đẹp. Với những cái mặt hàng này thì em sẽ không có nói nó là những cái cây bonsai đại. Em chỉ nói cả nhà luôn. Có những cái lô mai nó gọi là chuẩn cây thì đây là những cái lô mai em đang bán nha cả nhà. Em xoay tổng thể lại. Cây này là cây mai sù. Mặt sẹo thẹo chỗ này có một cái đang lắp đi gần hết nha cả nhà. Rồi, cây này cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay. Mã số 1 là một cây trực huyền. Em xin mạn phép giao lưu. Giá của chú anh chị em là 15.500. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Dậm lên cây số 2 ạ. Dạ rồi, em lên tiếp. Cây này là cây số 2. Cây này thì em sẽ gọi nó là một cái cây song thân. Cây mà nó có hai cái nhánh đi lên, nó song thân giống như con sừng trâu vậy đó. Cây này cây quái nha cả nhà. Nhìn ở ngoài nó rất là lực cây. Nè, nếu mà cái này á mà nó dựng lên trên thẳng chút xíu nữa, em cắt cây này ra rất là đẹp. Bởi vì là em cái thế nó hơi siêu, vậy là bắt buộc em phải chơi hai thân. Để vậy, tại vì mỗi người mỗi ý nha cả nhà. Rồi giờ em bước vô đo thông số. Cây này thì cái củ đế của nó rất là đặc nha. Nó bự cây. Hoành thì em sẽ đo hai khớp nha. Hoành eo nhỏ nhất chỗ này 25. Nhỏ nhất bên này là được 17. Còn đây là cái hoành tổng thể của hai cây. Em đo chỗ này của nó là được 50. Củ đế đặc của nó đây là được 92 nghe cả nhà. Chiều cao tổng thể cây này em đo nhánh cao nhất nha. Nhánh cao nhất là được 38. Nhánh thấp bên kế bên của nó là được 33. Đường kính bầu em đang làm của nó là được 40. Cô chú chị về nhà ép chậu vô cây này chậu 40. Cây này nó sẽ gọn cây. Nồi đế bên này thì nói chung cũng đẹp, nhưng có cái với những cái cây mai đế sắp mà cọng nó chưa có bự thì mình nhìn nó chưa đã thôi. Nhưng có cái là em nói cả nhà luôn, có những cây mai thì đôi khi mà nó sẽ thế này thế kia. Chẳng hạn như cây này nè, em sẽ không có cắt bỏ những dàn rễ sắp đế này đâu, em vẫn để luôn. Về nhà của chú chị trồng hơi cao hơn chút xíu nữa là nó đặt ở trên này rồi nè. Đó là cái cây của mình nó lùng lại nha. Cái đoạn co chú vườn làm cái lô mai này nó không có cây nào giống cây nào. Nói thiệt ra nó như cái kiểu là ông này ông làm như cái kiểu không giống ai vậy đó. Bởi vì nhìn cái cây mai của mình nó lạ lạ, lùng lùng sao đâu á. Rồi, cây này là cây số 2, một cây mai song thân. Em xin mạn phép cho luôn, giá cô chú anh chị em là 11 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam, dậm lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 nghe cả nhà. Em sẽ lên cho cả nhà một cái cây mai này là gọi là cái cây mai thân quái. Nồi đế của nó nhìn ở ngoài nó sẽ
đặc hơn trên hình rất là nhiều. Không hiểu tại sao mà có nhiều cái cây mai mà em nói cả nhà, lên hình nó không có ăn ảnh. Chẳng hạn như cây này nè, nhìn ở ngoài nó quái, cực kỳ nó quái. Có đường thân nè, đuôi có, cây này dạng như cây thú vậy đó. Đuôi có nè, thân chính có cành 1, cành 2 này kia nó đầy đủ hết trơn. Nhưng có cái là cái thế của nó hơi quái cái nè. Nó tạo cảm giác cho mình cái nó không có được bắt mắt. Hoành eo nhỏ nhất của nó là được 32, chiều cao của nó là được 34, đường kính bầu đang làm của nó là được 45. Cái nồi đế, cái này nó sẽ tính nồi đế rất là khủng luôn. Nồi đế của nó là 1m10 nha cả nhà. Nếu mà nói về tả về cây mai này thì cái đường thân của nó mình chỉ gọi là nó quái thôi, chứ còn cái thế của nó chỉ gọi là một cái thế phổ thông. Tại vì nó không có phải là những cái cây mai mà vô một cái thế mà sách vở, thì nói chung ra thì em sẽ không có tả nhiều thì nó mất hay nha cả nhà. Em chỉ tả là đường thân quái, nồi đế ở ngoài rất là ăn ảnh nè, đẹp nha cả nhà. Cốt đuôi có nè, đọt chủ có nè. Này mà nuôi ra cái phong cây thì nó gọn gọn cây rất là đẹp nha cả nhà. Nồi đế nó sổ từ mà lưng này xuống đây nè, là từ gan tay của em là 2 tấc nha cả nhà. Này vô tầm chậu 5 là rất là ok nha. Rễ cám của nó là khi cả nhà mình khui ra thì nhiều khi anh em sẽ sợ cái dàn rễ này nó không có mạnh, khui ra rất là nhiều dàn rễ cám. Rồi, cây này, cây số 3, quên có mặt thẹo đây chồng. Quay đây nè. Đây mà cắt ở đây nha cả nhà, nó nói chung nó lành hết nha, không bị hư một đâu. Lô mai này thì chú vườn làm rất là kỹ càng nha. Rồi, cây này cây số 3, em xin mạn phép cho luôn, giá của chú anh chị em là 11 triệu, em bao ship nha, dậm lên cây số 4 à. Dạ rồi, cây này là cây số 4 nha cả nhà, thì em sẽ lên cho cả nhà thêm một cái cây mai thân quái. Cô chú chị đang nhìn thấy chật bay đây, thân chật đây, thân bay. Cái cây này á, nhìn ở ngoài cái đường thân của nó rất là lực, nó tuy nó nhỏ hoành nhưng mà mình nói về những cái cây mai mà cả nhà mình có thể vô cái từ cái chậu 4 á, nó sẽ rất là đẹp nha. Bonsai đại thì mình phải vô từ chậu 1m đi lên, còn đây là những cái dòng này dòng bonsai tầm trung thôi, nó chỉ gọi là quái cây. Cả nhà để ý, từ hôm mà em sưu tầm được cái lô mai này á, là chưa có cây nào giống cây nào chứ nghe cả nhà. Chủ vườn này sửa hay thiệt. Hoành eo chuẩn của nó là được 35, chiều cao 39, đường kính bầu đang làm của nó là được 44. Cái này là cái cành bay nha, em đo cái cành bay trước. Cành bay nhỏ nhất của nó, em đo của nó không là 29 nè. Đọt chủ là được 13, giót đọt nha cả nhà. Nói chung ra cái đường thân của nó nè, cái chỗ này chỗ trống, nó đi lên rồi móc lên, bên này lợp cành ra, này hạ xuống nè. Cái chi cành này nó mọc rất là tịch nha cả nhà, nó không có sai. Cái đoạn co, ví dụ như có những cái cây cành bay, cây tự nhiên đó, nó mọc cái bẹt ra cái một rồi xong. Còn đây không, chủ vườn bẻ co lắc, cắt giật, bởi vì nó có những cái đoạn co gồ ghề lên hết nè. Đó là mặt tiền, còn đây là cái mặt hậu. Đây, mặt hậu thì nói chung ra thì chủ vườn cũng sắp đế hết trơn rồi, cộng nó hơi nhỏ nha cả nhà. Nhưng anh em cũng hay nói, tài đa số tài lên những mặt hàng cây lớn, tại sao tài không lên hàng tầm trung? Thì cái lô mai này hàng tầm trung nhất của nó là 10 triệu, em bao ship là cây này nghe cả nhà. Số điện thoại của em là 0912256200, dậm lên cây số 5 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 5 của ngày hôm nay, một cái cây mai vàng mà em rất là thích của ngày hôm nay. Cây này nó dạng như là một cái cây thú, em cắt là gọi là cắt ngừa cái đường lại, để biết đâu cả nhà mình có thể tận dụng cây này. Nhưng đúng ra cây này em hạ này xuống, em lấy cốt 1 này ra nghe cả nhà. Còn đây là đuôi có sẵn. Cây này đối với em gọi là một cái cây đường dài. Đường dài là sao? Đường dài là cái cây mai này nó nuôi về sau nó sẽ có giá trị là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thân thủ của cây này về sau mình nuôi ra rất là khéo. Tại vì nhất đế nhị thân ba tam cành, yếu tố thứ tư là bông đẹp. Còn đây là đã đầy đủ ba yếu tố, nó rất là liền lạc cây nghe cả nhà. Đó, tại vì cành này nè, cành này mình để đôi khi có những cái lúc mà em nói đơn giản cả nhà thôi, mình nhìn cái phôi nó sẽ đẹp nhưng thực sự mình nuôi ra không đẹp. Ví dụ để vậy nè, nuôi ra nó hơi bị rối, nó sẽ không có ra cây nha cả nhà. Mặt tiền mặt hậu thì tùy theo cả nhà mình xét nha, mặt bên nào nó cũng như nhau, tại vì cái nồi đế cây này nó rất là đặc, quá bự. Chủ vườn bẻ cò phải nó ngặt thiệt chứ. Em đo vị trí hoành eo nhỏ nhất của nó là 28, đuôi bên này là được 31. Đây, cái này mới gọi là cái quan trọng nè. Lớn nhỏ của một cái cây mai thú thì cả nhà mình cứ đo ngang củ đế đây, nó được bao nhiêu? Tới 80 nha cả nhà. Còn đây cái củ đế đặc nè. Rồi, chuẩn nha. Chỗ này em đo của nó là đúng 1m09 nha cả nhà. Chiều cao
40 chuẩn. Cái cây này nếu mà ở ngoài thì cả nhà mình nhìn nó sẽ đánh giá cao hơn khi mình nhìn ở trên video. Một cái cây mai mà đôi khi làm hoàn thiện rồi nó sẽ có cái cây mà gọi là ăn ảnh, và có những cái cây mai không ăn ảnh, chẳng hạn như cây này. Em đón nhìn ở ngoài chứ không ăn ảnh. Tại vì cái cây này nếu mà mình nói về cái về sau ra thì nuôi á, thì dạng đế của nó càng ngày nó càng bự. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái đường thân thủ của nó, cái cây này nó rất là liền lạc, lùng. Nhưng mà mình đi cái đường mà đường nước bẻ cây á, cây này nó rất là khéo luôn cả nhà. Nè, khoảng cách của này không là gần 2 tấc cả nhà mình biết á, một cái con thú mà khoảng cách này nó bự bự ra ha, nhìn nó rất là khéo nha cả nhà. Cốt cành thì em tả luôn nè, đây là cốt một, đây là đuôi. Dàn trên chưa có hai cả nhà, gọi là cây đường dài, nuôi cũng hơi lâu nha cả nhà. Rồi, cây này là cây số 5, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Em xin bằng phép cho lưu giá cô chú anh chị em là 17 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết 5 cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị đi ngang thấy clip em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Clip của em xin kết thúc tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ạ.